Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn tiếp các bạn phần 4 trong chương 1, đó chính là thao tác và căn chỉnh các đối tượng. Với phần này chúng ta sẽ thao tác với hai công cụ, đó là công cụ Selection Tool, phím tắt là V hay còn gọi là chuột đen. Bên cạnh đó là công cụ Direct Selection Tool, phím tắt là A hay gọi là chuột trắng. Với công cụ chuột đen, chức năng chính đó chính là lựa chọn, di chuyển và căn chỉnh đối tượng, kích thước của đối tượng. Với công cụ chuột trắng, chúng ta có thể thao tác với các điểm, các đường path, sửa điểm neo, chỉnh sửa đường path. Để lựa chọn đối tượng, chúng ta click vào công cụ chuột đen, Selection Tool. Sau đó click vào đối tượng chúng ta muốn lựa chọn. Lúc này, đối tượng sẽ xuất hiện khung bao xung quanh và xuất hiện đường path. Để lựa chọn nhiều đối tượng cùng một lúc, ta có thể nhấn giữ thêm phím Shift để lựa chọn nhiều đối tượng. Hoặc các bạn có thể click ra ngoài màn hình. Sau đó kéo và giữ chuột sẽ tạo thành một đường khung bao nét đất. Khi đấy chúng ta nhả chuột ra và chúng ta sẽ lựa chọn được nhiều đối tượng cùng một lúc. Để di chuyển đối tượng, chúng ta sẽ click vào đối tượng muốn lựa chọn. Sau đó nhấn giữ và di chuyển sang một vị trí khác. Lúc này đối tượng sẽ xuất hiện cái đường path màu xanh hay gọi là đường path hiển thị trước vị trí của đối tượng theo con trỏ chuột. Công cụ chuột đen cũng có thể dùng để thay đổi kích thước đối tượng. Thao tác đó chính là chọn đối tượng, sau đó đặt trỏ chuột vào các góc của đối tượng hoặc trung điểm của đối tượng bên cạnh trái, cạnh phải thì sẽ thấy xuất hiện mũi tên hai chiều dùng để thao tác, đó là co, kéo và thay đổi kích thước của đối tượng. Trong quá trình chúng ta co kéo kích thước như này, rất dễ xảy ra trường hợp đối tượng bị biến dạng, bóp méo. Như vậy, để tránh trường hợp này, chúng ta giữ thêm phím Shift thì đối tượng của chúng ta sẽ được phóng to và thu nhỏ, nhưng giữ nguyên tỷ lệ không bị méo mó. Còn nếu như chúng ta muốn thay đổi kích thước của đối tượng, nhưng giữ nguyên tâm, thì chúng ta sẽ kết hợp giữ thêm phím An. Các bạn sẽ thấy rằng đối tượng được phóng to thu nhỏ, giữ nguyên tỷ lệ. Nhưng lúc này cái điểm cố định nó sẽ là điểm tâm của đối tượng. Điều này rất có lợi khi chúng ta vẽ một đường tròn đồng tâm. Ví dụ tôi tạo ra các hình tròn màu cam như này, sau đó tôi sẽ tạo ra các hình bên trong đường đồng tâm. Để giữ nguyên tỷ lệ cũng như là giữ nguyên cái vị trí tâm thì tôi sẽ giữ phím An và phím Shift. Các bạn sẽ thấy hình tròn chúng ta thu nhỏ hoặc là phóng to, nhưng tâm giữ nguyên. Khi đấy chúng tôi có thể thay đổi màu sắc, tạo ra các hình đồng tâm. Tiếp theo đó là thao tác sao chép đối tượng. Chúng ta có thể thực hiện lệnh sao chép đối tượng với một số các lệnh trong mục Edit trên thanh menu sau. Trước hết, chúng ta lựa chọn đối tượng muốn copy hoặc là muốn sao chép. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện lệnh copy bên trong Edit hoặc phím tắt là Ctrl C. Tiếp theo đó là thực hiện lệnh paste Ctrl V, phím tắt là Ctrl V. Các bạn sẽ thấy đối tượng chúng ta được copy ra và vị trí mặc định, vị trí mới của đối tượng sẽ nằm ở khu vực giữa của giao diện làm việc hiện thời. Trường hợp thứ hai, nếu như chúng ta muốn copy đối tượng nhưng giữ nguyên vị trí của nó mà không thay đổi vị trí ban đầu, hay còn gọi là copy nhưng đè lên trên đối tượng gốc hoặc là nằm dưới đối tượng gốc, thì chúng ta có thể thực hiện lệnh paste in front, phím tắt là Ctrl F, hoặc là paste in back, phím tắt là Ctrl B. Giả dụ bây giờ tôi sẽ thực hiện lệnh sao chép đối tượng nhưng dán trực tiếp lên trên đối tượng gốc và giữ nguyên vị trí của cái hình trái tim này. Tôi sẽ thực hiện phím tắt đó là Ctrl C, Ctrl F. Bây giờ tôi sẽ đổi màu đối tượng để cho các bạn nhìn được rõ hơn. Và lúc này tôi sẽ thu nhỏ đối tượng lại. Chúng ta sẽ thấy rằng đối tượng được copy mới, màu cam sẽ nằm lên trên đối tượng gốc ban đầu. Đối với hình tròn này, tôi muốn copy hình tròn đồng tâm, giữ nguyên vị trí nhưng nằm phía dưới đối tượng gốc, thì tôi có thể thực hiện lệnh là Ctrl C, Ctrl B. Để dán đối tượng xuống dưới, tôi sẽ đổi màu đen. Và sau đó tôi sẽ thay đổi kích thước đối tượng, giữ nguyên tâm và giữ nguyên tỷ lệ để chúng ta nhìn thấy rằng hình mới chúng ta tạo ra nó nằm ngay bên dưới đối tượng gốc ban đầu. Hoặc cách tiếp theo đó là chúng ta cũng có thể tạo thêm đối tượng. Chúng ta cũng có thể copy đối tượng kết hợp với thao tác kéo giữ chuột, đồng thời chúng ta sẽ giữ thêm phím An và phím Shift. Các bạn sẽ thấy rằng con chuột của chúng ta lúc này thay vì mũi tên bình thường, mũi tên dạng di chuyển là một mũi tên, thì nó sẽ xuất hiện hai mũi tên kép đen và trắng, nghĩa là nó đang thực hiện lệnh sao chép đối tượng. Và trong quá trình vừa di chuyển vừa sao chép này, để thẳng hàng đối tượng thì chúng ta có thể giữ thêm phím Shift. Phím Shift ở đây mục đích là để giữ nguyên hàng lối, có thể là thẳng hàng ngang, hàng dọc hoặc hàng chéo góc 45 độ. Như vậy đối tượng chúng ta sẽ luôn luôn được thẳng hàng với đối tượng gốc ban đầu. Như vậy chúng ta có 3 cách sao chép. Cách thứ nhất đó là Ctrl C, Ctrl V.
Cách thứ hai đó là Ctrl C, Ctrl F hoặc Ctrl C, Ctrl B là sao chép dán lên trên hoặc dưới đối tượng. Và cách thứ ba đó là chúng ta sẽ sử dụng lệnh sao chép thủ công, hay gọi là sao chép bằng tay, bằng cách di chuyển đồng thời giữ thêm phím Alt để sao chép đối tượng. Muốn thẳng hàng thì chúng ta sẽ giữ thêm phím Shift để thẳng hàng ngang, hàng dọc hoặc là hàng chéo 45 độ. Tiếp theo, có những trường hợp nhiều đối tượng chúng ta đã vẽ tạo thành một nhóm, hay là chúng ta muốn nó sẽ không bị tách rời nhau khi chúng ta di chuyển hoặc là thao tác làm việc. Bởi vì sau này khi chúng ta làm thiết kế nhiều, trong một pha thiết kế sẽ có rất nhiều các đối tượng hoặc nhiều phần khác nhau, như vậy chúng ta sẽ group hay gọi là nhóm từng phần lại, từng đối tượng lại, hay là toàn bộ sản phẩm. Như thế thì chúng ta sẽ tránh trường hợp đó là thất lạc, sẽ bị lệch đối tượng hoặc là chúng ta bị mất phần nào đó. Vậy thì thao tác ẩn khóa và nhóm đối tượng sẽ là phần tiếp theo chúng ta tìm hiểu. Trước hết, lệnh nhóm đối tượng hay còn gọi là group. Giả dụ bây giờ đối với đối tượng tôi đã thực hiện ở đây, các hình tròn đồng tâm này tôi đã tạo ra. Muốn group đối tượng này, tôi sẽ thực hiện lệnh đó là vào object, vào group, hoặc tôi có thể thực hiện thao tác bấm phím tắt đó là Ctrl V. Như vậy đối tượng của tôi đã được group và nhóm lại thành một nhóm với nhau. Khi tôi di chuyển, tôi chỉ cần click vào một trong số các đối tượng đấy là lập tức các đối tượng khác cũng sẽ di chuyển đồng thời. Nếu như muốn gỡ nhóm đối tượng, chúng ta sẽ thực hiện thao tác đó là vào Object, vào Ungroup, hay phím tắt ở đây là Ctrl Shift G. Chúng ta sẽ tách từng phần của đối tượng ra. Giả dụ trong trường hợp chúng ta muốn thao tác với đối tượng bên dưới nhưng mà những đối tượng bên trên lại khá là vướng, thì chúng ta có thể thực hiện lệnh khóa hoặc ẩn đối tượng bằng cách đó là click chọn đối tượng, sau đó vào Object, vào lúc chọn Selection, phím tắt của nó là Ctrl 2. Như vậy là đối tượng màu vàng của tôi vừa nãy tôi lựa chọn đã được khóa chặt lại tại một vị trí. Như vậy tôi sẽ có thể thao tác được với các đối tượng bên dưới mà không hề ảnh hưởng đến đối tượng bên trên ban đầu. Và sau khi tôi đã thực hiện thao tác xong, tôi có thể gỡ khóa đối tượng bằng cách chọn Object, Unlock All, hay phím tắt của nó là Ctrl Alt 2. Như vậy là tôi có thể gỡ khóa những đối tượng mà tôi đã khóa. Ví dụ như bây giờ hình màu vàng là tôi đã có thể di chuyển trở lại. Tiếp theo đó là lệnh ẩn đối tượng và hiện đối tượng. Giả dụ như trong trường hợp mà chúng ta thực hiện các cái thao tác với nhiều đối tượng chồng đè lên nhau, đặc biệt là các đối tượng bằng chữ, tôi có thể có nhiều lớp chữ chồng đè lên nhau, ví dụ như này. Khi đấy để lựa chọn đối tượng bên dưới rất là khó khăn, hoặc là nó sẽ bị dính với đối tượng bên trên. Vậy thì tôi sẽ thực hiện lệnh ẩn đối tượng bằng cách bấm phím vào Object, vào 2, Selection, hay phím tắt của nó là Ctrl 3. Tôi sẽ ẩn đối tượng màu đỏ để tôi có thể thoải mái thao tác với đối tượng màu đen bên dưới. Sau khi đã thao tác với đối tượng bên dưới xong, tôi sẽ thực hiện lệnh đó là hiện đối tượng lên bằng cách tôi sẽ vào Object, vào Show All, phím tắt là Ctrl Alt 3. Tất cả những đối tượng thuộc đã ẩn, nó sẽ được hiển thị trở lại đúng vị trí ban đầu của nó. Tiếp theo, chúng ta sẽ thao tác với công cụ chuột trắng. Như vừa rồi tôi đã nói, công cụ chuột trắng dùng để chỉnh sửa điểm neo, chỉnh sửa đường path. Có công cụ chuột trắng có dấu cộng để lựa chọn đối tượng đã được group. Ví dụ, với đối tượng các hình tròn đồng tâm này tôi đã group, thì tôi cũng có thể sử dụng công cụ chuột trắng có dấu cộng để tôi lựa chọn một đối tượng, bất kỳ một phần của đối tượng trong cái nhóm mà đã được group đấy, để tôi có thể thực hiện thao tác. Bởi vì như các chúng ta đã biết rồi, khi chúng ta sử dụng chuột đen click vào những cái nhóm đối tượng đã được group, chúng ta sẽ lựa chọn tất cả nhóm đấy mà không thể thao tác được với một cá thể hay là một phần trong cái nhóm đó. Như vậy chúng ta có thể dùng chuột trắng và dấu cộng để chúng ta chọn một trong số các cái đối tượng đã được nhóm đó lại, để chúng ta thay đổi vị trí, kích thước, hoặc là chúng ta thao tác với nó. Ngoài ra, cách thứ hai để chúng ta xông vào trong group đó là các bạn click đúp. Kể cả các bạn chọn công cụ chuột đen, các bạn hãy click đúp vào đối tượng. Chúng ta sẽ thấy ở phía trên đây, nghĩa là chúng ta đã xông vào trong group. Và chỉ riêng cái đối tượng group đấy nó sẽ hiển thị màu bình thường, còn lại tất cả những đối tượng xung quanh sẽ hiển thị dạng che mờ. Như vậy là chúng ta có thể thao tác với các đối tượng trong cái group đó. Chúng ta cũng có thể tạo ra các cái đối tượng thêm hoặc bớt các đối tượng bên trong đấy. Sau khi thao tác xong, chúng ta click đúp ra ngoài vát. Như vậy là mọi thứ lại trở lại bình thường và cái nhóm group chúng ta không hề bị ảnh hưởng. Tiếp theo, với công cụ chuột trắng Direct Selection Tool, công cụ này dùng để thay đổi và chỉnh sửa điểm.
Giả dụ với hình trái tim này, tôi sẽ lựa chọn một điểm bất kỳ. Sau đó tôi thay đổi, chỉnh sửa vị trí của nó theo ý tôi muốn, hoặc là tôi có thể click vào cái đầu của tiếp tuyến, đôi khi tôi hay gọi là cái tay cầm. Nghĩa là đầu cái tiếp tuyến này để thay đổi cái điểm neo hoặc là vị trí của đường path, biến đổi đường path đấy theo ý muốn của tôi. Ví dụ như này chẳng hạn. Giả dụ tôi sẽ vẽ ra một hình tròn. Sau đó tôi sẽ dùng hình tròn này để thêm điểm, thao tác với các điểm và biến nó thành hình trái tim. Tôi sẽ để màu hồng. Những điểm neo được lựa chọn đó là những điểm neo sẽ có màu xanh. Còn những điểm không được lựa chọn sẽ có màu trắng. Đây là những điểm không được lựa chọn. Đồng thời ở điểm lựa chọn sẽ xuất, nếu như là đường cong, sẽ xuất hiện các tiếp tuyến, các cái tay cầm này để chúng ta có thể điều chỉnh điểm neo, di chuyển điểm đó đến vị trí mà chúng ta mong muốn. Muốn thêm điểm neo, tôi sẽ click vào Object, sau đó vào Path và vào Add Entry Point. Các cái đường path này của tôi, giữa mỗi đường path ban đầu sẽ xuất hiện thêm các cái điểm neo ở trung điểm của các đoạn đấy. Như vừa rồi chúng ta thấy ở hình tròn này chỉ có 4 điểm, nhưng sau khi tôi thực hiện lệnh Add Entry Point thì nó đã có thêm 8 điểm. Và lúc này tôi có thể sử dụng các điểm neo này bằng công cụ chuột trắng. Tôi sẽ thay đổi, chỉnh sửa, biến đổi đối tượng để trở thành hình trái tim. Trước hết tôi sẽ dùng một cái điểm neo thứ nhất. Các bạn sẽ thấy ở trên thanh control này xuất hiện một số các cái lệnh để thao tác độc lập với điểm. Trước hết là convert, dùng để chuyển đổi biến từ đối tượng cong thành đối tượng thẳng, hay gọi khác là tắt tiếp tuyến. Chúng ta sẽ tắt được tiếp tuyến của các đối tượng cong. Hoặc bên phải đó chính là biến đối tượng từ đường thẳng trở thành đường cong. Giả dụ cũng với điểm vừa rồi tôi đã biến đổi, tắt tiếp tuyến đi, bây giờ tôi click vào cái lệnh này biến điểm từ thẳng thành cong thì lập tức nó lại sẽ lại xuất hiện các đường tiếp tuyến để chúng ta có thể thao tác với nó. Sau khi đã tắt tiếp tuyến rồi, tôi sẽ thay đổi một số các điểm neo, thay đổi một số các đường tiếp tuyến để biến thành trái tim như ý tôi muốn. Tôi sẽ di chuyển xuống đây. Bên cạnh đó tôi sẽ trừ bớt hai điểm này đi. Chúng ta cũng có thể thực hiện thao tác trừ điểm bằng cách lựa chọn điểm mà chúng ta không mong muốn để xóa bỏ bớt điểm. Và chúng ta cũng có thể lựa chọn nhiều điểm đồng thời cùng một lúc bằng cách click chọn và giữ thêm phím shift. Sau đấy tôi sẽ chỉnh sửa nốt cái điểm bên dưới này. Tôi sẽ chỉnh sửa các cái tiếp tuyến của nó để cho cái hình trái tim của tôi trở nên tròn trịa hơn và đẹp hơn. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu về công cụ chuột đen và công cụ chuột trắng Direct Selection Tool và Selection Tool, cũng như chúng ta sẽ đã thực hiện các cái thao tác căn chỉnh với đối tượng. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.